Dạ em xin kính chào hết chị nhà Kim Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp vợ chồng anh Trọng. Hai anh chị qua lựa hai bộ xi măng ha. Đây là mẫu móng máy. Bạn này bạn 3,5 ly nè. Móng máy rất là sáng luôn. Hai bộ này của chị là một lượng 407, trị giá là 41.500. Chị còn lựa thêm một đôi bông tai. Mẫu bông đây là mẫu bông cà ti có tắm nha. Có chị tương luôn á. Bông này là tầm 4 triệu cái khách nha. Tổng bộ này của mình là 45 triệu. Rồi anh em để học cho mình ha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ em xin kính chào các chị em cho mình ảo ạ. Tối nay là em nấu lòng của anh Hùng. Anh qua lấy một cái dòng sông lông nha. Dòng châu đỏ ở giữa. Đây. Rất là đẹp luôn. Đây là dạng bản, dòng bản mo ha. Hôm dòng này là 3 lượng 3,7. Trị giá là 130 triệu hơn ha. Rồi em xin phép đeo cho anh luôn nha. Này lấy được quần nào giao cho một khách thì chế độ nha. Mấy bạn qua quần lợi tập trung chủ động tư vấn sản phẩm cho khách hàng của mình nha. Bạn đang còn phụ kêu một người nha. Quá đẹp luôn. Rồi em cảm ơn anh Hùng nhiều nha. Đây rồi. Đúng rồi. Dạ em xin kính chào các chị nhà Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp vợ chồng chị Quỳnh. Đây anh chị qua lựa hai cái lắc nha. Đây là mẫu lắc cho anh. Đây là mẫu lắc khoen lật thẻ nha. Thẻ này là thẻ chạm đồng nè. Rất là đẹp luôn. Phơm lắc này của anh là 2,5 lượng. Chiều dài là 20 luôn á, là cỡ tay anh nam lớn á. Đây móc máy rất là sáng. Chị lựa một mẫu lắc khoen lật luôn, nhưng mà mẫu này là mẫu đúc đặc luôn nha. Đây lắc khoen lật sủng nè, móc máy. Lắc này của chị là một lượng 6 3/2. Tổng trị giá hai cái lắc này của anh chị là 160.580.000 ha. Rồi cái này em để hộp cho anh chị nha. Cảm ơn anh chị nhiều ạ. Dạ em xin kính chào các chị nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Thi. Đây chị Thi lựa hai bộ xi măng. Đây là mẫu bản 4 ly nha. Khung cát rất là đẹp luôn. Hai bộ này của chị là 1,5 lượng 2/1. Trị giá là gần 60 triệu khách nha. Bên em là đủ ni tay cho khách hàng luôn. Em có từ ni 48 đến ni 64 nha. Đây chị Thi là đeo ni 58 nè. Quá đẹp luôn á. Rồi em cảm ơn chị Thi nhiều ạ. Chị Thi giữ hóa đơn giùm em ha. Để sau này mình trao đổi với khách hàng. Hôm nay em được lọc của anh Hiền đến ghé ủng hộ tiệm em làm một cái lắc hàng rào chạm giữa trơn nha mấy anh chị ha. Đây. Quá là đẹp luôn ra mấy anh chị ha. Chạm ba mắt ngựa trơn luôn nè. Khóa là khóa hộp giùm em luôn nha. Khóa hộp luôn. Có hai khóa hai bên nữa nè. Rất là chắc chắn luôn nha mấy anh chị. Quá đẹp luôn ha. Trọng lượng của lắc này là 1 lượng 1,146. Giá trị của sản phẩm là 43.755.000 nha quý khách ha. Rồi em bảo hộp cho anh Hiền luôn ha. Dạ em xin kính chào các chị nhà Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp chị Duyên. Chị qua lựa một mẫu dòng trơn nha, dòng tati kết tắm nha. Phông dòng này là gần 4 chỉ. Thêm một sợi dây mì kim tuyến nữa. Đây, dây mì kim tuyến này là 8 phân ha. Tổng bộ này của chị Duyên là dùng 20 triệu nha. Rồi cái này em để hộp cho mình ha. Cảm ơn chị Duyên nhiều ạ. Em ơi chị đeo luôn không? Dạ em xin kính chào các chị nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Sang. Đây chị Sang qua lựa 8 dòng xi măng nha. Quay tận dư khách mình coi ha, mẫu này là hiện tại em rất hot bên em luôn. Bản 4 ly móc máy dạng sọc hoa văn ha, rất là đẹp luôn. 8 dòng này của chị là 7 chỉ 9/2, trị giá là 31.050.000, rất đẹp luôn. Một ni tay 52, em có từ ni 48 đến ni 64 luôn. Và em có bản 7 ly 8 ly là tới ni 62 quý khách nha. Rồi cái này em để hộp cho chị xem nha, cảm ơn chị xem nhiều. Rồi em xin kính chào quý thần yêu của tiệm vàng Kim Thảo nha. Hôm nay em được lọc của chị Thúy đến từ Tiền Giang nè. Chị đến ủng hộ cho em là hai bộ xi măng nha. 13 vòng luôn. 13 vòng. Size 54 nha mấy chị ha. Rất là sáng luôn nè, kiểu móc máy nè. Xi măng bên em là đủ size, đủ ni luôn. Từ ni 48 cho tới ni 64 luôn. Có ni size của em bé luôn nha mấy chị ha. Rồi, trọng lượng của 13 dòng xi măng này là 1 lượng 2,622. Rất là sáng luôn nha mấy anh chị ha. 13 dòng là vô chữ sinh luôn nè. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo là chị ủng hộ cho em thêm là một đôi bông, đôi bông băng ghim nha. Tắm đều luôn nè. Rồi tổng lượng của đôi bông này là 4 phân 32. Tổng giá trị chị lựa hôm nay á là 50.800.000 nha mấy chị ha. Dạ em cảm ơn chị Thúy nhiều ạ. Dạ em xin kính chào các chị nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp anh Xuân. Anh qua lựa một mẫu lẫm nha. Đây là mẫu lẫm chữ tài và lẫm mò. Quay cận vô mẫu cho các cái mẫu em. Hai bên đây là kiểu hình con cọp luôn nha. Rất là đẹp luôn. Bên trong nhiệt lòng vẫn là giá lòng kim tiền. Cộng lời cái lẫm này của anh là 4,9/3 ha. Giá là 19.732.000. Quá đẹp luôn. Mở đèn để hợp cho Xuân nha. Cảm ơn Xuân.
Dạ em xin kính chào khách tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Thảo. Chị qua lựa một mẫu dây nha, quá đẹp luôn á, dây sóng buông nha, dàn Italy 750. Sợi dây này của chị là 17.64 ha, chị giá là 31.580. Thì cái mặt hoa nữa, mặt hoa vuông, mặt này là 7.6, 12.100. Rồi cái này em để hợp cho chị Thảo nha, cảm ơn chị nhiều, dây quá đẹp luôn á. Dạ em xin kính chào khách tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp Anh Định. Anh qua lựa một mẫu dây nha. Đây là mẫu dây hơn lần lúc nha, mẫu nhỏ dàn công ty 610 mà xin ăn cho cái ý của khách hàng. Cộng lượng sợi dây này của anh là 1 lượng 3 phân rưỡi, trị giá là 40.642.000. Quá đẹp luôn, ngay khóa rất là chắc với khách nha. Rồi cái này em để hộp cho anh Định thôi. Thôi chị dạy không không, cho thôi bàn cho em. Xin kính chào khách tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Phụng. Chị qua lựa một mẫu lắc huyền lực nha. Đây là mẫu lắc huyền lực đôi, thẻ rồng, dàn nữ trang 980 khách nha. Phơm lắc này của chị là một lượng, quá đẹp luôn á, móc máy rất là sáng luôn. Chị giá lắc này là 60.418.000. Rồi cái này em để hộp cho chị Phụng nha, cảm ơn chị Phụng nhiều ạ. Cái đầu á, tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Chiều nay là em đón tiếp chị Ngân. Đây chị Ngân là một dòng bánh mì 2.000 ha. Đây là mẫu dòng dẻo, trọng lượng của dòng này là 7.1 phân 7 ha. Móc máy rất là sáng đẹp luôn. Chị quay đi cái này. Cảm ơn chị Ngân nhiều ạ. À. Em gửi mình hóa đơn nha. Em xin kính chào rất tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp chị Trơn. Chị qua lựa một sợi dây cái lắc và một mẫu nhẫn nha. Đây là mẫu dây sóng oval C2 màu luôn. Phơm dây này là 5 chỉ. Một mẫu nhẫn hoa. Đây mẫu nhẫn hoa lớn rất là đẹp luôn. Nhẫn này là 3 chỉ của khách nha. Và một cái lắc. Lắc vàng Italy 750. Quá trời cân luôn, đây là mẫu lắc rút nha khách nha, mình rút được tùy đi tay mình luôn. Cái này đeo từ ly 48 đến ly 54 luôn. Tổng bộ này của chị là gần 45 triệu. Rồi cái này em để hộp cho chị Trơn nha, cảm ơn chị Trơn nhiều. Dạ em xin kính chào khách tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Nguyên. Chị qua lựa một sợi dây bi nha, dạ Italy 750. Phong dây này là 21 gram 63, trị giá là 36.555.000 đó khách nha. Một cái lắc nữa, lắc móc máy bi sò. Lắc này là gần 10 gram, 16.656.000. Và một đôi bông tai, bông này là cỡ 3 gram hơn, là tầm cỡ 4.5 triệu. Tổng bộ này của chị là 57.705.000 ha, quá đẹp luôn. Và cái này em để hộp cho chị nha. Cảm ơn chị. Kiểm tra sản phẩm dùm em ha. Của chị là gần một lượng ha. Rồi, cảm ơn chị. Chị còn lựa thêm một mẫu lắc này, lắc oval nối kết thấm. Lắc phơm lắc này là gần 5 chỉ. Khóa đây là mẫu khóa hoa luôn nha. Đeo chị luôn. Cái hộp tắm nhỏ này là bên em bảo hành ha. Rồi tổng bộ này của mình là 55.500. Em gửi hóa đơn nha. Dạ em xin kính chào khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp anh Lâm. Anh qua lựa một mẫu dây nha. Đây là mẫu dây ống kiếm tiền. Đây là mẫu ống kiếm tiền khách nha. Phơm dây này của mình là dài 6 thất, mình có thể trồng cổ ha. Trọng lượng là 1 lượng 6 phân 2, trị giá là 41.500. Khóa rất là chắc nữa khách nè. Đây là mẫu khóa hộp xoay nha. Rồi cái này em giải hợp cho anh Lâm ha. Cảm ơn anh Lâm nhiều ạ. Dạ em xin kính chào khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp anh Mạnh. Qua lựa một mẫu dây nha. Đây là mẫu dây họa tỷ móc máy vàng nữ trang 980 khách nha. Sợi dây này của anh là một lượng, với trị giá là 91 triệu. Rồi nó em đeo cho anh Mạnh nha. Để mình hóa đơn, cảm ơn.